Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Sleeper, Party, Assassin. Let's go. Wow, bà hai. Rồi mình có thể nâng cấp ở đây xong đủ chưa? Thiếu một chút. Wow, vẫn chưa đủ. Có cái này đủ thôi. Rồi mình sẽ vào đây xem. So, command 2, 3. Tôi đã bán anh chàng này rồi. Các bạn phải cày tiền tiếp, sau đó thì nâng cấp rồi mới vào chơi được cái này. Ok. Let's go, tiếp tục nào. Level 35. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, GTA 3. Let's go. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Rồi mình sẽ vào đây và lái xe. Các bạn lái đến điểm màu hồng với nhau. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. Hey, girlfriend.
I know this guy. He's connected. His name is Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. Shell drunk. Rồi, sau đó thì mình sẽ đi đến điểm xanh cơ. Chiếc xe của mình đã hỏng rồi. Các bạn có thể đi cướp chiếc xe khác hoặc các bạn có thể vào gara. Sau đó thì sẽ phải sửa xe. Còn mình sẽ đón cô làng này. Ok. Ok, khi đèo con này đến thì mình đã được 1.500 tiền. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo, GTA Vice City. Wow, let's go. Tommy Vercetti. Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Ok. Các bạn có thể đi xe máy hoặc là xe ô tô. Tùy các bạn, mình sẽ đi xe máy đi. Đây là một chiếc xe máy màu đỏ, rất là đẹp. Sau đó thì mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Ở đây thì là chỗ lưu game của các bạn nhé. Và có bên này, các bạn sẽ vào làm nhiệm vụ tiếp. Ở đây các bạn sẽ nhận nhiệm vụ ở trong này. Rồi, mình sẽ vào nhiệm vụ nào. Rồi, sau đó thì mình sẽ ra ngoài và đi đến điểm N. You jerk.
get some sleep, he says. I have been. Sau đó thì các bạn sẽ đến chỗ thay quần áo kia. Ở đây có một xe vàng, mình sẽ đi ra chỗ xe vàng này xem. Đây là một chiếc xe khá là đẹp. Đây là một xe đua. Wow, có một bộ đồ khá là đẹp mắt. Nice bike. Mình vẫn thích xe này hơn. Kia có một xe máy đua, nhưng mà thôi, mình sẽ đi ô tô. Và các bạn sẽ đi đến điểm màu hồng cơ. Sẽ đón cô gái này và đưa cô ta về nhà. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, GTA SA. Skip it. Francis, ok. Let's go. Lại phải đi xích xe đạp này rồi. Oh my gosh. Đi cái này đi. TJ. Rồi, mình sẽ vào đây để nhận nhiệm vụ. Ok. You want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Một xe rồi, bị đội này bắn nó cho nổ xe. Bây giờ lại phải đi bằng xe đạp thôi. Ok. Take you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Wow, CJ đã gặp luôn đội này rồi. Chạy thôi. Oh my gosh. Okay, let's go.
You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Hey, Sam. Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, A Fresh Edge. Đây là một tựa game đua xe khá là hay và hot trong tháng qua. Và tựa game này cũng khá là đẹp mắt. Let's go. Ok. Đường này đua rất là khó luôn. Đây các bạn đi cẩn thận. Ok, về top 1 rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Traffic Reader. Let's go. Let's go. Thank you.
Rồi, let's go. Một đường hầm khá là dài. Lách thôi, ok. Oh my god, quả đó không đã kịp thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Sleeper Hollow. Let's go. Start game. Listen. Mình sẽ phải update thêm. Vẫn chưa đủ. Chưa đủ tiền rồi. Ok, mình sẽ vào đây. Wow. Như vậy tiêu diệt anh chàng này. Vẫn chưa đủ tiền. Oh my god. Rồi, mình sẽ bắn cái này để nâng cấp tiền. Kiếm tiền, sau đó thì lại nâng cấp tiếp cho khẩu súng. Boom. Tiếp tục nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Scary Syria, let's go. Oh my god. Ok. You win.
mình sẽ đi vào này đi. Đây là một tòa nhà này. Một túp lều. Có một túp lều ở đây. Xem ở túp lều này có cái gì không. Còn vệt máu thôi. Và túp lều này không có gì chui vào đây được. Ok. Wow. Oh my god. Các bạn có thể bật cái này và đi xem. Đó là tùy theo ánh mắt của các bạn nhé. Các bạn có thể thích màu này cũng được. Hoặc các bạn có thể bật cái này. Bật cái này thì mình thấy nó rõ hơn. Rồi mình sẽ đi vào đây xem cái nào. Có một cái gì đó trong này. Lưu viên. Wow. Rồi tiếp đến thì mình ra ngoài nào. Sẽ ra ngoài nào. Ở đây có một tòa nhà. Oh my god. Gặp xin hiệu rồi. Wow. Sao cổ đấy mình không nhìn thấy xin hiệu đâu nhỉ. Oh my god. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.